Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang avivadhemi. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn toàn. Svakhato phagavata thammo thammang namassami. Đệ tử thành kính đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Supatipanno phagavato savakasangho sankhang namami. Đệ tử thành kính đảnh lễ chư thánh hiền tăng, đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do nhờ hồng ân tâm bảo, xin giao hộ đến chư đại đức tăng, quý tu nữ cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, quý Phật tử đều được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ và toàn thể quý Phật tử, tập thể cán bộ công nhân viên công ty giày da Thái Bình. Thưa quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 13 tháng 3 âm lịch, là ngày sinh hoạt Phật pháp của đạo tràng Giác Bảo Hoa tại tổ đình Bửu Quang. Và thưa quý vị, thì trong cái thời pháp ngày hôm nay, được sự cho phép của ban tổ chức, thì sư đảm trách. Và kính thưa quý vị, cũng đã thấy ở trên màn hình cái đề tài ngày hôm nay sư muốn chia sẻ với Phật tử là có phước hay mất phước.
Thực sự ra thì chắc đây cũng là lần đầu tiên mà sư thuyết pháp với cái hình thức này. Tại vì thường thường quý vị cũng từng nghe sư thuyết pháp là một là sư thuyết pháp suốt một thời gian, hai là sư trong các kỳ đầu đà thì sư cho đố vui. Còn cái này thì lần đầu tiên sư làm là thuyết pháp ngắn chút xíu và có câu hỏi để mình chia sẻ với cái thực tế cái câu hỏi đó. Thì quý vị biết rằng là trong thời gian qua ở trên các nền tảng mạng xã hội có rất nhiều những cái video clip về Phật giáo, mà trong đó có rất nhiều cái thông tin nó không có đúng sự thật, cũng như là nó không có đúng với tinh thần của Phật Pháp. Cho nên ngày hôm nay khi mà nhận lời của thuyết giảng tối ngày hôm nay á, thì khoảng 4 ngày trước là sư có một cái đề tài khác, nhưng mà mới ngày hôm qua thì sư phải đổi đề tài để ngày hôm nay sư muốn chia sẻ với Phật tử về cái tình trạng thực tế ở tại trong tình hình của Phật giáo chúng ta tại trên mạng xã hội. Thưa quý vị, thì trong thời gian qua quý vị có thể là nghe được trực tiếp những cái clip đó, hoặc là nghe được những người người ta bàn tán, người ta nhận xét, người ta nói này nói nọ về một vài cái nhận định về Phật Pháp. Thì có thể là quý vị nghe rằng làm cái này là bị tổn phước, làm cái này là không có phước, làm cái này là như vậy như vậy. Thì mình sẽ, Phật tử mình sẽ hoang mang là không biết làm như vậy là có phước hay không, làm như vậy là đúng hay là sai. Cho nên ngày hôm nay đề tài là có phước hay là mất phước. Thì trước khi mà bước vào cái đề tài này á, mình phải định nghĩa được cái chữ phước là gì. Quý vị biết phước là gì không? Thật sự ra phước nó không có cái gì gọi là vật chất để mà mình có thể mình thấy được. Giống như cái phước, mình nói cái phước, mình làm phước, mình có phước. Vậy cái chữ phước đó là gì? Thưa quý vị, cái phước đó nó không có phải là vật chất cho nên mình không thấy được. Nhưng nó thể hiện qua được bằng cái gì? Người ta gọi là gia đình đó có phước. À, cái thằng đó nó có phước quá. Là làm sao? Vợ con nó biết nghe lời, con nó học giỏi, nó có nhà, có cửa, nó làm ăn được phát đạt. Cho nên ngược dân gian người ta gọi đó là có phước. Nó có được gia đình hạnh phúc, vợ chồng không có đánh nhau, con cái không có hỗn hào, đó là gia đình có phước. Rồi có nhà, có cửa, không phải vay nợ, không phải ở bờ, ở bụi. Rồi có xe đi tới, đi lui. Rồi được sự nghiệp. Ở đây đó là sư chỉ thấy lấy những cái hình ảnh tiêu biểu thôi, chứ không phải là phải siêu xe mới là có phước. Thưa quý vị, quý vị có xe đi tới đi lui đã là có phước rồi, còn hơn là đi bộ, còn hơn là đi xe bò. Cho nên là mình có đầy đủ cái phương tiện trong cái cuộc sống hàng ngày để đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt của mình trong cái đời sống hàng ngày, đó là có phước. Nhưng mà tùy theo cái phước của mỗi người, có người thì đi xe nó mắc tiền hơn chút, có người đi xe rẻ tiền chút. Nhưng mà sao? Cái phước của mỗi người không ai giống ai. Giống như có người thì thích mặc đồ đen, có người thích mặc đồ màu đỏ, có người thì thích cái quần áo của mỗi người có một cái size, một cái số khác nhau. Cái nghiệp của mỗi người cũng vậy, không ai giống ai hết. Nhưng mà nói tụ chung lại là gì? Tất cả chúng ta sống trong cái cuộc sống này, sống trong cái thế gian này, chúng ta đều phải nhờ có phước. Nếu như mà không có phước,
thật sự trong cuộc sống của chúng ta rất là khó khăn. Quý vị biết là có nhiều người, người ta đi nộp hồ sơ, nộp hồ sơ chỗ này, nộp hồ sơ chỗ kia, bị rớt. Ở đây nó có nhiều cái nguyên nhân. Sư không nói hoàn toàn đó là phước không, nhưng có những cái nguyên nhân thì một phần ảnh hưởng đến đó là cái phước, cái nghiệp mà họ đã tạo, cho nên họ bị cản trở, họ không có phước. Cho nên nhiều khi làm cái gì cũng thất bại. Ngày xưa trong quá khứ mình thất hứa, mình hứa với một ai cái gì đó mình không làm, bây giờ mình bị cái nghiệp báo là mình làm gì cũng không thành công hết. Đó, cho nên những cái phước nó sẽ hỗ trợ cho mình trong cái cuộc sống sinh hoạt được thuận lợi, được may mắn. Đó là cái phước. Dân gian mình gọi là phước, mình gọi là may mắn. Thì quý vị phải hiểu đó là gì? Cái đó là cái quả báo do cái nghiệp thiện mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Chúng ta có một cái câu là gieo nhân nào thì cho cái quả đó. Giống như quý vị, mình trồng một cái cây, mình trồng cái cây để làm gì? Mình muốn có được cái quả ngọt như là cây đu đủ, cây nhãn, cây sầu riêng, thì mình trồng cái đó thì một thời gian sau mình được hưởng cái quả ngọt, quả ngon. Còn như chúng ta trồng những cái cây khổ qua, rồi cây ớt, cây sầu đâu, thì chúng ta sẽ được những cái đó nó hơi đắng cay. Hoặc là chúng ta trồng những cái cây có bóng mát thì cũng vậy, chúng ta trồng cái gì thì chúng ta có cái đó. Cho nên gọi là gì? Gọi là nghiệp và quả của nghiệp. Có nghĩa là mình gieo cái gì thì mình nhận cái đó. Cho nên thưa quý vị, cái nghiệp ở trong Phật giáo á, gồm có hai loại: nghiệp thiện và nghiệp ác. Ở đây sư muốn lấy cái ví dụ cho quý vị. Mình mặc định rằng thiện là màu trắng, rồi ác là màu đen. Thì trong bất cứ cái hành động nào mà nó thiện, nó tốt, đó là mình làm công đức, mình bố thí, mình giữ giới, mình không trộm cắp, mình không sát sanh, mình không tà dâm, mình không nói dối, mình không uống rượu, mình không quậy phá, mình không lừa đảo, thì cái đó là cái thiện. Rồi ác là gì? Ác là mình đi lừa gạt người khác, mình cân thiếu, mình ăn bớt, ăn xén đồ này nọ, thì cái đó gọi là ác. Thì giữa cái thiện và cái ác nó khác nhau như thế nào? Nó khác nhau từ cái hành động. Và từ cái hành động nó khác nhau thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Cái quả nó khác nhau. Thiện thì được quả an vui, gọi là xuất khá quý ba cô, có nghĩa là quả an lạc. Quả an lạc ở đây là gì? Bây giờ đến cái ác, ác gọi là đúc khá quý ba cô, có nghĩa là cái quả báo do cái ác đó, nó sẽ làm cho chúng ta chịu những cái quả báo. Chúng ta hay nói với nhau là gì? Cái thằng đó nó bị nghiệp quật, nó bị quả báo, có nghĩa là gì? Cái nghiệp bất thiện đó nó trổ cho người đó đi ra đường bị người ta chửi, hoặc là đi sớm xa sớm sát đá vô bị sưng cái chân, vân vân. Thì những cái đó nó là cái quả báo. Thì thiện thì được quả vui, ác thì được quả khổ. Thì thiện ở đây là gì? Mình làm những cái công đức thì mình được sanh lên làm người, rồi mình sanh làm chư thiên. Đó gọi là thiện thú, gọi là nhàn cảnh. Giống như chúng ta làm phước, chúng ta hay hồi hướng cho người thân của mình được sanh về nhàn cảnh, được tái sanh nơi nhàn cảnh an vui đồ này nọ, thì có nghĩa là gì? Mình muốn người thân của mình được sanh về nhàn cảnh. Đó, nhàn cảnh là gì? Nhàn cảnh đó là cõi người và cõi trời. Đó, nhàn cảnh là cõi người và cõi trời, là những cái cõi có được cái hạnh phúc, có được cái an lạc. Rồi quả báo của cái ác là gì? Quả báo của ác là mình bị sanh xuống địa ngục. Thì ở dưới địa ngục này là gì? Có những cái nơi
là để hành phạt những cái chúng sanh làm cái nghiệp ác. Giống như ở trong chú giải ghi lại á, khi mà chúng sanh bị rơi xuống địa ngục này, bị sanh vô địa ngục này đó, thì sẽ bị đốt nóng, bị đánh đập, vân vân và vân vân. Thì nói chung là rất là đau khổ. Hoặc là sanh làm gì? Làm ma. Thật sự ở đây không phải là ma, mà mình ở trong Phật giáo gọi là ma đói, là ngạo quỷ. Mình gọi là ma. Thật ra dân gian của mình nó cứ nghĩ rằng là tái đi chết đi sanh làm ma, có nghĩa là người đó chưa có đầu thai. Nhưng đối với Phật giáo, khi mà chết rồi là đã đầu thai đi làm một cái chúng sanh khác. Thì những cái người này họ có ác tâm, họ bất quả, bất cái nghiệp bất thiện của họ, họ sẽ làm ngạo quỷ, là con ma đói. Hoặc là họ sanh làm bàn sanh, làm súc sanh, có nghĩa là sanh làm trâu, bò, mèo, chó, loài chim, loài cá, loài rắn, vân vân. Đó là sanh làm loài thú. Thì ở đây thưa quý vị, cái nghiệp nào nó sẽ cho cái quả đó, chắc chắn là như vậy. Như hồi nãy, giống như chúng ta gieo cái gì thì chúng ta phải nhận cái đó. Thì ở đây thiện và ác, thì chúng ta thiện có quả báo vui, ác có quả báo khổ. Đó là một điều chắc chắn. Và cái nghiệp, cái định lý về nghiệp và quả báo của nghiệp, đó là một cái định lý, đó là một cái quy luật tự nhiên, không phải do Đức Phật Ngài sáng tạo ra, không phải do một cái nhân vật quyền lực nào sáng tạo ra. Giống như chúng ta nấu cơm, thì nấu xong thì cái lúa, cái gạo đó nó sẽ thành gì? Thành cơm. Nó là quy luật nó như vậy. Có cái nhân thì phải có cái quả. Cho nên bây giờ sư hỏi quý vị, ai mà trả lời được thì có quà. Bây giờ thật sự ra sư cũng không biết là chọn trước người xung phong trước, hay là đợi đưa câu hỏi, đưa đáp án rồi mới giơ tay. Thường thường là sao? Đáp án rồi mới giơ tay dễ quá vậy. Rồi, vậy thôi bây giờ nè, quý vị hãy đọc kỹ nha. Quan niệm nào sau đây đúng với lời Phật dạy? Đúng nha. Có 4 đáp án. A. Chết là hết. B. Trời kêu ai nấy dạ. C. Ai ăn nấy no. Và D. Ai sao tu dậy. Ai mạnh dạn giơ tay mọi người ơi. Sư nhờ. Mời anh Phước. Dạ, dạ. Dạ con thưa sư, con chọn đáp án C ạ. Ai ăn nấy no. Ai ăn nấy no. Dạ. Bây giờ để coi đúng hay sai. Rồi sư sẽ nói ha. Rồi chúc mừng anh. Bây giờ dạ, quà thì bây giờ quà thì để từ từ. Thì lát nhớ nha, lát sư kêu lên thì nhớ lên, còn không lên thì mất phần quà gắn chịu. Nhớ. Thưa quý vị, thì cái đáp án C là cái đáp án đúng. Là tại vì sao? Chết là hết. Ở đây là cái người đó có cái quan niệm là gì? Mình cứ sống trong cái thế gian này, mình cứ lừa đảo đi, mình cứ đi lừa tình đi, mình cứ đi ăn cắp đi, mình cứ đi làm cái này làm cái điều bất thiện đi, hoặc là mình làm phước điều này nọ thì chết là hết. Giống như bây giờ cứ đi mượn người ta 2-3 tỷ gì đi, rồi chết là hết, không ai thiếu nợ ai. Thì đối với cái người như vậy, người đó gọi là đoạn kiến, là người đó làm gì? Không có tội, không có phước gì hết, chết là hết. Thì những người như vậy họ sẽ làm những cái việc ác không gớm tay. Họ đâu có sợ gì, tại vì chết là hết rồi. Thì những người đó là không có luân hồi, không có tội phước, chết là chấm hết. Thì cái đó không có đúng với tinh thần của Phật giáo. Thứ hai là trời kêu ai nấy dạ. Thì người nào mà có cái quan niệm gọi là trời kêu ai nấy dạ,
thì người đó lại dính vô cái thuyết gọi là thuyết định mệnh. Có nghĩa là tôi sanh ra tôi làm công nhân là coi như tôi phải làm công nhân suốt đời. Tôi sanh ra tôi làm giám đốc là tôi phải làm giám đốc suốt đời. Tôi sanh ra tôi chạy xe ráp là tôi chạy xe ráp suốt đời. Bây giờ dù tôi có phấn đấu bao nhiêu năm tôi cũng không được gì hết, thì cái đó gọi là định mệnh. Có nghĩa là ông trời ông sanh ra ông kêu tôi nghèo là tôi phải nghèo, tôi không cãi được ông trời. Thưa quý vị, Phật giáo mình không có cái đó. Phật giáo mình không có chấp nhận cái quan niệm gọi là định mệnh. Tại vì sao? Cái định mệnh là phải có một cái người sắp đặt. Do ai? Do Thượng Đế sắp đặt sẵn, không thay đổi được. Nhưng ở đây làm sao? Một người, một bạn trẻ sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo khó, nhưng mà biết phấn đấu đi học, biết phấn đấu đi làm để dành tích góp, không ăn chơi hoang phí, và từ từ bằng cái kinh nghiệm, bằng cái sự nỗ lực, người đó có được gì? Có được tiền, có được tài sản. Thì rõ ràng đâu thể bắt được cái anh đó nghèo hoài, đúng không? Cho nên về cái thuyết định mệnh thì Phật giáo không chấp nhận. Mà bây giờ quý vị có chấp nhận cái này không? Ngu gì chấp nhận, đúng không? Chứ tự nhiên đã nghèo, nghèo 10 năm, nghèo 20 năm là muốn chết rồi, bắt nghèo cả 80 năm thì sao chịu nổi. Cho nên sự nỗ lực, sự cần cù, sự cố gắng, sự học hỏi, nó sẽ là cái nhân để cho mình được hưởng cái quả an vui. Cho nên cái đáp án gọi là trời nêu kêu ai nấy dạ thì đáp án đó không có đúng. Cái đáp án C là ai ăn nấy no, đó là đáp án đúng với cái tinh thần nghiệp báo. Là gì? Nhân nào quả đó. Giống như hồi nãy chú này trả lời là nghiệp báo là gì? Hồi nãy chú ra chú ăn một cái bánh, chú uống một ly sữa, chú no. Chứ sư đâu có no. Tự nhiên sư đứng sư nhìn sư thèm chứ sư đâu có no, đúng không? Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Chứ đâu có ai mà một người ăn rồi cả nhà đều no. Giống như không lẽ cô đi làm rồi quý vị tự nhiên quý vị ở đây quý vị có tiền? Đâu có đâu. Ai làm người đó có tiền. Ai vô mà quẹt cái ngón tay vô là chấm công là thứ bảy nhận tiền. Chứ bây giờ đâu có ai mà đi mà đưa cái tay vô giùm mà tự nhiên sẽ quẹt giùm là ở đây có 700 người có tiền hết đâu, đúng không? Cho nên phải có làm thì mới có ăn. Đó đúng là với cái tinh thần nghiệp báo. Nhân nào quả đó. Cái thứ tư, đáp án thứ tư là ai sao tôi vậy, ai bậy tôi theo, thì cái đó gọi là một người vô tri. Vô tri là gì? Không có chánh kiến. Ai nói gì tôi cũng tin theo, ai nói sao thì tôi theo vậy, ai nói bậy tôi cũng nghe theo, thì cái đó nhiều khi coi chừng mình lại đi lầm đường lỡ bước thì lại khổ. Cho nên trong bốn cái đáp án này, cái mà đúng với cái tinh thần của Phật giáo theo cái định luật nghiệp báo đó là ai tu nấy đắc, ai ăn nấy no. Cuộc sống của chúng ta gieo cái việc bất thiện thì chúng ta phải chịu quả khổ. Chúng ta tạo công đức, làm việc lành thì chúng ta được cái quả an vui. Đó là theo cái tinh thần của Phật giáo mà Đức Phật ngày dạy. Rồi, cho nên có một cái câu pháp cú mà ở đây là gì? Đối với nhiều người á, là người ta nói là chỉ cần mà mình đi sám hối, mình đi xin tội, mình hồi xưa theo quan niệm của Bà La Môn á, là chỉ cần làm bất cứ cái gì, chỉ cần nhảy xuống sông Hằng rửa lặn hụp ở dưới là coi như hết tội lỗi. Giống như bây giờ giúp quý vị làm một cái việc gì đó sai trái, quý vị vô xin lỗi quản lý, xin lỗi giám đốc và em xin lỗi, là làm sao? Hết lỗi, đúng không? Hết lỗi thì hết, nhưng mà cái gì? Cái việc mà quý vị tạo ra cái hậu quả cho công ty, cho tổ chức nó vẫn có. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện, chúng ta cảm thấy ăn năn hối lỗi, đó là một cái việc tốt. Nhưng
cái hậu quả mình làm nó vẫn có. Nhưng mà ở đây là gì? Một người mà mình đã làm cái điều tội lỗi rồi, nếu như mình ăn năn, mình hối hận, mình vẫn có thể sửa sai. Cho nên ở đây về cái tinh thần của nghiệp báo của Phật giáo không phải là định mệnh, mày làm sai là mày lỗi suốt đời. Không có cái chuyện đó. Quý vị làm sai, quý vị hối hận, ăn năn, mình sửa sai, mình thay đổi để trở thành một người tốt. Giống như mình đi cải tạo, rồi qua một cái thời gian cải tạo thì mình tái hòa nhập cộng đồng, mình biết sống tốt, mình biết làm tốt, thì người đó vẫn đáng trân trọng. Cho nên ở đây là ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đây là câu pháp cú. Ai thuộc? Ai thuộc thì được quà. Ai thuộc không ạ? Bây giờ lát cuối giờ trả bài ha. Ai dùng các hạnh lành, quý vị đọc đi. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Một dòng có 5 chữ mà có 4 dòng là có 20 chữ thôi. Một bài hát nhiều khi nó tới 30-40 chữ, lần cái này có 20 chữ thôi. Quý vị cuối giờ thì sẽ trả bài nha. Rồi bây giờ ở đây không có thời gian cho nên sư sẽ qua. Rồi thưa quý vị, ở trong Phật giáo cái nào được gọi là bất động sản? Đối với dân gian ở bên ngoài á, động sản và bất động sản đúng không? Động sản là gì? Theo quý vị bất động sản là gì? Bất động sản là những cái tài sản nào mà nó không có di động. Giống như gì? Nhà, cửa, đất đai gọi là bất động sản đúng không? Còn mà cái gì? Xe, cộ, vàng, đồ này nọ, cái đó là di chuyển được đúng không? Nhưng đối với Phật giáo cái gì được gọi là bất động sản? Khi mà mình có cái tiền rồi đó, mình làm gì để cái tài sản đó không bị biến mất? Thì A là đầu tư làm ăn, B gửi ngân hàng, C chôn giấu, và D là đem cho. Em mời giải bên đây nha. Em mời chị. Dạ, dạ con thưa sư, con chọn đáp án là D ạ, đem cho. D là đem cho. Dạ. Dạ. Tại sao? Tại sao bây giờ cái tiền đó mình có mà mình đem cho là mất rồi? Giống như cô có, giống như trong túi cô hiện tại có 3 tỷ đúng không? Giờ cô đem cho là cô đâu còn 3 tỷ đâu. Thay vì cô đi đầu tư, cô gửi ngân hàng, một tháng cô lấy 10 triệu cô đi ăn chơi, đâu cần phải đi làm. Thì cái nào đúng? Thưa quý vị, đáp án D là đúng. Với cái tinh thần của Phật giáo, là tại vì sao? Khi mà cái tiền mà mình có đó, mình đem đi làm ăn, thì làm sao? Khi mà mình đầu tư chỗ này, mình đầu tư mình làm ăn chỗ kia, thì tùy theo cái tình hình kinh tế, có thể nó có lúc nó sẽ bị thất thoát, có lúc nó sẽ có tiền lãi, tiền lời đúng không? Nhưng về tình hình kinh tế thì mỗi lúc một khác. Rồi khi mình gửi bạn bè thì cũng hên xui. Đầu tư với bạn bè rủ hùng hạp chỗ này chỗ kia thì cũng rất là hên xui, cho nên nó không chắc chắn. Gửi ngân hàng cũng vậy. Như cái vụ mấy trăm ngàn tỷ đó, gửi ngân hàng nó cũng vậy à. Nhiều khi có những vụ rồi gửi ngân hàng rồi xong rồi quay qua quay lại, cái sổ mình vẫn giữ nhưng mà cái số tiền nó thành hương khói đâu hết trơn. Cũng rất là khó, không bền, mất cách. Rồi chôn giấu, hồi xưa ông bà mình hay chôn ở đâu? Hồi xưa ông bà mình hay chôn ở đâu? Chôn ở dưới tủ, chôn ở đầu giường, hoặc giấu dưới gối, vân vân. Nhưng mà cái gì? Chỉ cần một cái trận hỏa hoạn là mất. Chỉ cần một cái cơn lũ lụt là nó cuốn trôi. Hoặc là nhiều khi để nhà con cái nó cũng chà đồ nhôm, là chôm đồ nhà cũng mất. Cho nên nó không có bền vững. Chỉ có cái thứ tư là mình đem cho, đó là bố thí.
Bố thí tại sao gọi là bất động sản? Tại sao gọi là mình có được cái tài sản bền vững? Tại vì sao? Khi mà cái mà mình đem cho đó, cái đó nó sẽ đi theo mình ở trong cái đời sau, ở trong kiếp kế. Tại vì khi mà mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường thì mình có phước. Mình cúng dường đối với Tam Bảo, mình đem đi từ thiện cho người nghèo, hỗ trợ những người khó khăn, từ thiện xã hội, quỹ lão vân vân, thì cái đó là gì? Mình có phước. Mà cái phước đó nó không phải ăn một đời, nó ăn từ đời này đến đời khác. Nói cái phước nó giống như là cái túi mà của cái túi Doraemon á, lụm cái gì trong trọng cũng có. Không phải túi ba gang đâu, ba gang thì nó xài hết ba gang rồi thôi. Nó như cái túi Doraemon, muốn cái gì, muốn đi du lịch mà thọt vô trong đó lấy ra cái cánh cửa thần kỳ, mở ra là tới Mỹ. Mình có phước là nó rất là dễ. Cho nên cái phước, cái bố thí đó là mình sẽ đem đến cho mình cái bất động sản. Rồi cái này học thuộc lòng nữa. Không biết giờ học thuộc lòng chắc không nghe nói đâu. Học thuộc lòng. Khi mạng sống chấm dứt, bao của tiền bỏ lại chỉ mang theo phước đức. Phước là tài sản thật, không thể bị chiếm đoạt. Cái này là gì? Khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời trên thế gian này, dù bây giờ trong tủ két sắt của quý vị có 3 tỷ, có 10 ký sổ đỏ, 5 ký sổ tài khoản ngân hàng, cái đó ai xài? Vợ con quý vị xài, hoặc là tình địch của quý vị xài, chứ quý vị không xài được. Khi mà quý vị nằm một đống đó rồi thì không đem theo được gì hết. Đem theo được cái gì? Đem theo được nghiệp. Nghiệp là những cái hành động thiện và ác mà quý vị đã tạo, quý vị đem theo được cái đó. Chứ ngoài ra tài sản vật chất không đem theo được. Cho nên chính vì vậy, cho nên mới nói là phước gọi là bất động sản. Phước là bất động sản. Còn dù bây giờ nhà cửa, nhà xe hơi siêu xe, rồi nhà 5 tầng, 4 tầng rồi này nọ, mấy cái đó nó cũng là phù du vật chất, nó không đem theo được gì hết. Rồi cái này ai lát ai mà thuộc thì trả bài. Thì ở đây quý vị mình làm phước, quý vị đi đến chùa mình nghe Phật pháp, mình làm phước, mình cúng dường, mình giữ giới nè, mình nghe pháp nè, rồi mình cúng dường hoa nè, thì những cái đó mình làm phước đúng không? Vậy bây giờ hỏi cái phước nó nằm ở đâu? Giống như quý vị lãnh lương một tháng quý vị lãnh lương được 15 triệu, mình đem về mình giấu 5 triệu chỗ này đừng cho thằng con nó hay, mình giấu 5 triệu chỗ kia đừng cho thằng chồng nó biết. Thì bây giờ có nghĩa là quý vị biết được cái số tiền mình giấu ở đâu, đúng không? Còn bây giờ nói mình cứ tháng nào cũng đi làm phước, lễ nào cũng đi tới làm phước, vậy bây giờ hỏi cái cục phước đó nó nằm ở đâu? Có bao giờ quý vị nói sao tháng nào cũng đi chùa mà sao mua việc lót hoài không trúng? Sao tháng nào cũng làm phước mà sao không thấy giàu? Vậy bây giờ phước mình làm nó đi đâu? Xin cho quý vị một cái ví dụ để mình dễ hiểu. Cái này cái gì? Cây mít. Cây mít thì khi mà quý vị trồng cái cây mít á thì nó sẽ ra cái gì? Hên, quý vị trả lời trái mít chứ mà trả lời trái khác là chắc là sư chết. Nó ra cái trái mít đúng không? Vậy bây giờ sư hỏi quý vị thử hình dung ra cái cây mít mà cái trái đó nó sẽ ra quả từ ở đâu? Từ ở dưới thân, từ ở dưới cái gốc, nó đi lên tới cái cành. Quý vị có thể chỉ được cái chỗ nào mà trái mít nó ra quả không? Cái mít mà nó ra vậy nè. Bây giờ quý vị lấy cái tay, quý vị chỉ vô một cái điểm nào của cái mít đó, nói ừ, cái quả mít nó sẽ ra từ cái chỗ này, chắc chắn nó ra không? Không được, mình không được. Bây giờ nó hứng là nó ra chỗ nào nó ra, chứ đâu có thể nào mình chỉ định à nó phải ra ở dưới cái gốc để tao không có cần phải lấy cái thang tao bắt đó. Bây giờ thử coi cái cây này nó 5 mét mà leo lên đây để mà hái cái trái này nó cũng rất là khó. Cho nên
Quý vị phải hiểu rằng á, là mình làm phước thì cái phước đó nó vẫn có, nhưng để mà mình chỉ nó nằm ở đâu, nằm ở đâu không biết được. Nhưng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái mà gì? Những cái mà chúng ta đang hưởng thụ. Thời buổi này trời đang nóng 39-40 độ, chúng ta được ngồi ở trong một cái căn phòng có quạt mái. Quạt mái thôi, nếu mà người nào mà có phước nữa là có máy lạnh, thì gì? Là mình đang hưởng cái phước. Cái phước nó nằm ở đó. Quý vị ở miền Bắc, quý vị cũng biết, đến cái mùa rét tháng 1, tháng 2 có nhiều khi là nó 1-2 độ, có nhiều khi nó 5 độ, 8 độ. Quý vị biết là những người mà phải mưu sinh kiếm sống ở thành phố Hà Nội đó, họ phải mặc áo mưa để họ đi ngoài đường để chống rét. Họ phải lượm những cái lá cây, quét những cái lá cây lại để họ đốt lên để họ sưởi ấm ở ngoài đường phố. Còn chúng ta được nằm ở trong căn phòng có mền để đắp, có chăn để đắp, còn có giàu hơn nữa là gì? Có cái đệm điện, cái miếng đệm điện để mình sưởi ấm. Thì sao? Đó là phước đó. Phước nó không hiện ra, nhưng nó hiện ra từ ở đâu? Thể hiện cho chúng ta thấy được những cái mà chúng ta đang có. Thành ra mới nói mỗi người không ai giống ai, cái phước không ai giống ai hết. Rồi tiếp theo, điều nào sau đây không đúng với tinh thần của Phật giáo? Hồi nãy là đúng, còn cái này là không đúng nha. A, tổn phước. B, không có phước. C, ít phước. D, chia phước. Theo quý vị cái nào là đúng? Mọi người mạnh dạn giơ tay nha. Em mời cô Dực miếng bên phải đi. Con mời cô phía trong cùng. Dạ thưa sư, không phước. Không có phước. Dạ. Dạ. Trong những ngày qua, quý vị nghe nhiều khi nói là nằm giỏng nó làm mất phước, rồi ở trong máy lạnh không có phước, vân vân. Thì cái nào nó đúng với cái tinh thần Phật giáo? Một người, một cô Phật tử gọi là không có phước. Có vị nào có đáp án khác không ạ? Mọi người ai đáp án khác không? Em mời khu vực mấy bên đây đi. Mời cô. Thưa thầy, con chọn câu D. Câu D là chia phước. Dạ thì ở đây á, mình bây giờ mình định nghĩa tổn phước là gì? Tổn phước là gì? Tổn là hao tổn. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là giống như bây giờ quý vị có, nó giống như là cái thẻ mà debit, cái thẻ mà ghi nợ á, nói cho quý vị dễ hiểu. Cái thẻ ATM mà ghi nợ á, là bây giờ quý vị bỏ trong cái tài khoản đó 10 triệu. Cứ mỗi lần quý vị xài cái gì, quý vị cà một cái là mất đi 5.000, 10.000, 20.000. Thì cái tổn phước nó giống vậy. Có nghĩa là mình có nguyên một cái cục phước, một cái bao phước. Cứ mỗi lần mình làm cái gì là cái phước nó mất. Nó mất từ 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 đi. Thì cái đó gọi là tổn phước. Rồi không có phước là gì? Không có phước là không có phước, không có tội gì hết. Làm cái này không có phước, làm cái này không có tội. C, ít phước. Thì có nghĩa là phước ít, phước nhiều. D là chia phước. Thì nếu như mà không đúng, cái này là đúng hay không đúng? Cái câu hỏi này là đúng hay không đúng? Không đúng nha. Thì đáp án là tổn phước. Hồi nãy cô bên đây là không có phước, còn chia phước. Rồi, xa hết trơn. Tại vì sao thưa quý vị? Tổn phước là phước, như hồi nãy sư nói đó. Tổn phước là gì? Có một nơi cất chứa cái phước đó và nó mất đi từ từ. Thì cái đó không đúng. Cái phước đâu có nằm ở trong, đâu có nằm trong một cái chỗ nào nữa. Giống như vàng nó nằm ở trong két sắt, tiền nó nằm ở trong cái ví của ông chồng. Còn cái phước nằm ở đâu? Không biết.
không ai lấy được mà cũng không biết nó nằm ở đâu, nhưng mà nó có. Cho nên tổn phước là không bao giờ có. Thứ hai, có phước, không phước thì cái này đúng. Khi mà mình tạo thiện thì mình gì? Mình có phước. Còn không phước là gì? Mình không tàm nhật, mình không bố thí, mình không giữ giới thì không có phước. Cái đó là đúng với tinh thần Phật giáo. C, phước ít, phước nhiều là do đâu? Do cái tâm của mình. Mình cúng dường đối với cái tâm cung kính thì mình có được cái phước nhiều. Mình cúng dường bằng cái tâm mình quăng bỏ, ơ cái này tôi không xài nè, tôi đem vô chùa tôi cúng. Cái tâm đó là cái tâm mình có phước. Nhưng mà cái phước gì? Phước nó rất là nhỏ. Nay mốt mình sanh ra mình cũng được cái phước đó, nhưng mà gì? Cứ xài đồ cũ hoài à. Tại vì sao? Sư sư, ở nhà con có cái giường này không có xài nè, sư đem về sư xài. Thì cái đó cũng có phước đúng không? Mình vẫn cúng dường là có phước. Nhưng mình cúng dường cái đồ bằng cái tâm không có cung kính, bằng cái đồ đem quăng bỏ thì không có phước. Cái phước nó rất là ít, nó rất là hạn chế. Cho nên gọi là phước ít, phước nhiều vẫn đúng với tinh thần của Phật giáo, do cái tâm của mình. D là mình chia phước hay là mình tùy hỷ phước thì cái đó vẫn đúng với cái tinh thần của Phật giáo. Khi mà mình, quý vị làm phước xong mình hồi hướng chư thiên ngự trên hư không, hoặc là con xin hồi hướng phước này vân vân, thì những cái đó là mình hồi hướng, mình chia phước đối với chư thiên, đối với người thân đã quá vãng, thì cái đó vẫn đúng với Phật giáo. Cho nên ở đây cái mà sai không đúng với Phật giáo là gì? Tổn phước. Không có cái vấn đề tổn phước ở đây. Quý vị chỉ nhớ là phước một là có hay là không, hai phước nhiều hay là phước ít, chỉ vậy thôi. Một là có hay không, hai là có ít hay có nhiều, chứ không có cái vụ tổn phước. Quý vị, có nhiều người giống như có nhiều Phật tử nói chuyện với sư, sư hay gọi hay sư là thi hay dạ, giống như quý vị hỏi cái gì ở sư nói dạ, thì có nhiều người ta nói lại sư dạ với con tổn phước. Kỳ vậy? Ủa tự nhiên sư dạ cái tự nhiên sư làm cho quý vị mang tội, không hiểu. Tự nhiên sư giống như là cái thành phần gì mà đem đến tai hại cho quý vị vậy đó. Cái dạ đó nó giống như cái chữ yes ở trong tiếng Anh thôi, thì giống như thay vì sư ừ thì nó vô duyên, đúng không? Thì bây giờ sư dạ thì giống như ở ngoài miền Bắc mình gọi là vâng hoặc là ạ, thì bây giờ sư dạ thì nó đâu có mang cái giống gì mà đem đến tội lỗi cho quý vị đâu. Cho nên quý vị đừng bao giờ mà bắt sư mà ừ sư không được dạ với con, sư là cái gì không, sư là cái gì cao thượng, sư đừng có dạ với con tội lỗi, không có cái chuyện đó. Cho nên quý vị, cái tổn phước nó không có cái đó. Một, chừng nào mà quý vị khinh bỉ, quý vị chửi sư thì quý vị mới tạo cái nghiệp, mới không có phước. Chứ còn cái vụ mà có phước ít, phước nhiều, không phước hay là có phước, đó là với Phật giáo. Còn tổn phước là không có. Thì ở đây giống như ở đây trong Trung Bộ Kinh đó, Đức Phật Ngài dạy có bốn loại nghiệp. Nghiệp trắng cho kết quả trắng, thì ở đây sư lấy trắng là sữa. Nghiệp đen cho kết quả đen là cà phê đen, tâm hồn ăn uống quý vị. Cái nghiệp mà vừa trắng vừa đen thì nó cho cái quả gì? Quả cà phê sữa. Thì và cuối cùng là nghiệp không trắng không đen là ly nước lọc. Thì ở đây là gì? Một người biết tạo công đức thiện pháp, đó là nghiệp trắng, thì người đó chắc chắn sẽ được cái quả ăn vui. Một người mà làm những cái việc ác, đâm thuê chém mướn, chửi cha mắng mẹ đồ này nọ, lừa đảo lừa lọc, thì họ phải chịu cái quả đau khổ. Rồi một người mà vừa tạo cái nghiệp trắng, vừa tạo cái nghiệp vừa đen, vừa trắng vừa đen, thì cái quả nó cũng sẽ vừa trắng vừa đen. Giống như quý vị chuẩn bị đi cúng dường, đi cúng dường cái gì đó, cái giữa cái nếu như bây giờ sư nói ví dụ cái gì cho nó dễ hiểu. Bây giờ quý vị là người bán
bán bông, bán cái bông hoa này nè. Thì bây giờ có một cái giỏ hoa này là cũng như cấm từ hôm qua tới giờ không ai mua. Một cái giỏ này là mới. Mình nói cái giỏ này hôm qua giờ không ai mua. Bây giờ mình bỏ thì phí, bây giờ đem đi cúng dường cho có phước. Thì rõ ràng cái tâm của quý vị là gì? Cái này là cái đồ bỏ rồi mà mình đem đi cúng dường, thì cái tâm đó nó len lỏi vào trong đó là vừa trắng vừa đen. Thì mai mốt quý vị cũng được cái phước, mình cúng dường, mình bố thí là có phước đúng không? Nhưng mai mốt quý vị được người ta cho một cái bộ quần áo đẹp, nhưng mà bị gì? Lỡ cái ông xe ôm ông giao đồ cho quý vị, ông rớt tàn thuốc vô nó lủng lỗ. Có nghĩa là cái phước của quý vị nó không có trọn vẹn. Giống như bây giờ mình đếm tiền, mình đếm một sắp về 100 tờ, tự nhiên phát hiện ra một tờ tiền giả. Thì bây giờ thay vì bây giờ mình bỏ là coi như mình mất 100 ngàn, ổn. Thôi bữa đó chùa có đặt bát hay cúng dường, mình gỡ vô cúng dường tiền đó. Thì đâu có nói, đâu có ai biết tiền đó là tiền giả. Quý vị cúng dường, bây giờ sư hỏi quý vị cúng dường có phước không? Quý vị bây giờ quý vị cầm cái tiền giả đó, quý vị đi cúng dường, quý vị có phước không? Có hay không? Ai có? Ai không? Thưa quý vị, cái nào nó ra cái đó. Đã cúng dường là có phước rồi. Nói thiệt, sư khẳng định luôn, một người có cái tâm như vậy, họ cúng dường họ vẫn có phước, nhưng cái phước của họ không trọn vẹn. Là nay mốt họ sanh ra họ cũng được tài sản, mua vé số biệt lót, phát hiện ra trúng được 30 tỷ. Nhưng mà làm sao? Quay về nhà của bà vợ, bà giặt cái áo đó rồi, mất luôn cái tờ giấy đó. Mình không được hưởng. Giống như sư đi ngang nhà người ta, sư thấy cây xoài, sư thấy thèm quá, hái một trái. Cái đó là gì? Ăn cắp đúng không? Sư thấy một vị tỳ kheo đi ngang, sư phát tâm cúng dường cái trái xoài đó. Thì hỏi bây giờ sư có phước hay có tội? Vừa có phước vừa có tội. Có phước là gì? Do mình cúng dường. Nhưng mà có tội là gì? Do mình ăn trộm ăn cắp. Cho nên nay mốt đời sau mình cũng vậy đó. Cái phước của mình nó sẽ không trọn vẹn. Cho nên cái thứ ba nè, cái nghiệp cà phê sữa, thì sẽ cho quý vị một ly cà phê sữa. Là nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ cho quả vừa trắng vừa đen. Rồi cái thứ tư, đó là nghiệp không trắng không đen. Là cái nghiệp này nè sẽ không có cho quả. Thì cái nghiệp này dành cho các vị A-la-hán. Giống như Đức Phật của chúng ta, các vị A-la-hán của chúng ta, các ngài tạo ra, các ngài làm cái hành động gì, làm bất cứ cái nghiệp gì, nó sẽ không có trổ ra quả. Đó. Thì ở đây sư để hình, sư nói cái này để làm gì cho quý vị biết? Một là làm thiện là có phước an vui, làm ác là chịu quả khổ đau. Còn chúng ta vừa làm thiện vừa làm ác thì cái nghiệp đó nó cũng sẽ cho chúng ta cái quả an vui, vừa đau khổ vừa an vui. Giống như là gì? Mình được hưởng cái phước đó nhưng cái phước đó nó không có trọn vẹn, là như vậy. Rồi bây giờ sư hỏi tiếp, câu nào sau đây là không đúng? Câu nào không đúng nha? Ý, câu nào sau đây gọi là đúng? Sấn xa sấn sát nói vậy đó. Câu nào gọi là đúng? Đúng nha. Sư không xài cũng không có phước. Đụng y sư là mang tội. Sư dạ làm con tổn phước. Làm phước chưa chắc được sanh lên cõi trời. Cái nào là đúng? Suy nghĩ. Không ai giơ tay hả? Khó quá. Mọi người mạnh dạn giơ tay nha. Thôi em mời cô đi, ưu tiên cô. Dạ thưa sư, con xin chọn câu A. Câu A. Sư không xài không có phước. Sư không xài không có phước. Rồi, cảm ơn cô. Rồi bây giờ sư ví dụ, giống như sư, quý vị, giống như cô,
Hôm nay cô đem vô chùa cô cúng cho sư một đôi dép số 41. Mà cái chân của sư nó chỉ là 38 thôi. Bây giờ cô cúng dường cho sư, cô bắt sư mang thì làm sao sư mang, đúng không? Mà bây giờ cô cứ nài ép, cô nói trời sư phải mang cho con có phước, sư không mang con không có phước. Cái đó nó không đúng. Đúng hay sai? Sai hay đúng? Cái đó nó sai. Tại vì sao? Khi mà quý vị đã cúng dường rồi là mình đã có phước rồi. Chứ đừng có để mà phải xài mới có phước. Giống như sư bị tiểu đường, cô đem nguyên một lốc Coca-Cola lại, cái đó là để sư mau lên đường, đúng không? Cho nên là khi mà cái tâm của mình đã cúng dường là mình có phước rồi, chứ không phải là phải đợi cúng dường, phải đợi sử dụng, phải xài cái đó mới có phước. Mình đã phát tâm là mình đã có phước. Đó là đáp án A là sai rồi. Rồi vì có đáp án khác không ạ? Dễ rồi, cái này dễ rồi. Bỏ được một đáp án rồi. Em mời chị. Dạ thưa sư, con chọn câu D. Làm phước chưa chắc được sanh lên khỏi trời. Làm phước chưa. Vỗ tay luôn, tự trả lời xong tự vỗ tay khen đồng đội của mình luôn. Là D đúng không? Rồi, chúc mừng cô. Tại vì sao cái này đúng? Đã nói là làm thiện thì được vui, mà cái câu này làm phước chưa chắc được sanh lên cõi trời. Tại vì sao? Tại vì trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có lúc chúng ta làm thiện, có lúc chúng ta làm ác, đúng không? Đâu ai chắc chắn 24 tiếng đồng hồ chúng ta làm thiện. Khi mà chúng ta hấp hối, chúng ta chết đó, chúng ta nhớ đến cái gì thì chúng ta sanh về cái đó. Chúng ta nhớ chúng ta ăn cắp đồ trong công ty thì là đi về cái cõi tối thui. Chúng ta nhớ ngày hôm nay chúng ta cúng dường hoa đến Tam Bảo là chúng ta sanh về cái cõi sáng chừng. Đó, cho nên tùy theo cái mà chúng ta lúc mà hấp hối mình nhớ cái gì. Cho nên làm sao? Mình phải thường xuyên làm cái thiện để nó luôn kháng khích trong cái đầu của mình. Cái tâm của mình hướng về cái gì thì mình sẽ đi theo cái đó. Cái đầu của chúng ta tối ngày cứ nghĩ tiền, tiền, tiền là cứ mình cứ chạy theo tiền bạc, ai nói gì mà cũng chạy theo cái đó. Thì ở đây làm phước chưa chắc chắn là được sanh lên cõi trời, tùy theo cái. Nhưng mà khi mà mình làm phước rồi, cái đó nó làm sao? Vẫn có cái phước, nó sẽ đợi lúc mà nó trổ quả. Cái câu A là hồi nãy nói rồi đúng không? Câu B, đụng y của sư là mang tội. Cái này trong những lễ hội đặt bát cúng dường Phật tử, nhiều khi sư đi bát rồi những Phật tử người ta đặt bát đó, cái bà đó bà đứng kế bên mà nói ê, đừng có đụng vô y của sư mang tội. Tội gì? Tội đụng vô y sư hả? Lỡ đụng thì đâu có sao. Đừng có lấy y chùm lên đầu sư rồi quýnh sư thôi. Chứ tự nhiên đụng vô cái y của sư mang tội, tội gì? Tội làm sư vấn vương hả? Đâu có vụ đó đâu, đúng không? Mình đông đúc chen chúc thì đụng cũng không có gì hết. Chứ đừng có phải đụng vô cái y của sư, trời ơi mang tội dữ lắm, sợ dữ lắm. Ở đâu ra? Có cái nào gọi là đụng y sư mang tội không? Hoặc là sư dạ làm con tổn phước, ở đâu ra? Cái đó là do tự mình nghĩ thôi à, không có đúng với Phật Pháp. Đó là... Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, có phải nhân quả không? A. Cha vay thì con phải trả. B. Ai làm nấy chịu, không ai chịu thay. C. Chỉ mang tính nhắc nhở giáo dục. D. Câu A sai bét. Em mời khu vực phía xa ngoài đây nghe. Em mời chị. Thưa thầy, con chọn câu B. Câu B. Wow, tự vỗ tay. Cảm ơn quý vị. Ai câu B đúng không? Ai làm nấy chịu, không ai chịu thay. Có ai có đáp án khác?
Mọi người ai đáp án khác không? Em mời chị. Dạ, con xin chọn câu C. Câu C, mang tính nhắc nhở giáo dục. Có ai chọn đáp án khác không? Còn ai nữa không ạ? Em mời chị luôn. Dạ, sư sư, con chọn câu A. Câu A, có vay thì có trả. Hả? Ủa, cha vay thì con phải trả. Thì bây giờ cái này nó đúng với nhân quả hay không? Ủa chứ tự nhiên, giống như tự nhiên cha sư mang nợ, rồi tự nhiên sư đâu có ăn gì trong đó đâu, bắt sư trả. Nhân quả đâu ra? Cái đó là ác nghiệp. Cho nên cái câu nào đúng? Câu đúng là câu A sai bét. Có nghĩa là gì? Là câu nào đúng? Trong 4 A, B, C mà mình chọn là câu D, có nghĩa là câu A sai bét, thì trừ câu A ra là câu B và câu C nó đúng. Câu B và câu C luôn. Tại vì sao? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cái này không phải là nhân quả. Tại vì sao? Hồi nãy nói là gì? Nghiệp ai vay nấy trả. Giống như bây giờ tự nhiên anh đó ảnh vay, tự nhiên bắt sư trả, vô duyên vậy. Giống như quý vị vay tiền mà của cái gì đó, rồi tự nhiên điện thoại, người khác điện thoại nói mày phải nhắc nhở thằng kia trả tiền, ai mượn người đó trả. Cho nên cái này không đúng với nhân quả, đúng không? Chỉ có câu B, ai làm nấy chịu, ai vay nấy trả, không ai mà làm giùm ai được hết. Rồi cái câu này nó chỉ là mang tính nhắc nhở giáo dục thôi, chứ về đúng theo tinh thần Phật giáo thì không có. Cho nên không có ai đúng hết nha. Nhưng mà những người nào mà trả lời sai hồi nãy thì lát kêu lên để mét phụ huynh, hạ bậc hành kiểm. Rồi kế tiếp, luật nhân quả do ai tạo ra? Hồi nãy có nói rồi. A, tự nhiên. B, đấng tạo hóa. C, ông trời. D, tất cả đều đúng. Mình ưu tiên các em nhỏ đi. Mời con. Vỗ tay để khen một khích lệ. Dạ thưa thầy, câu A. Câu A là gì? Tự nhiên. Sao? Trả lời xong không ai vỗ tay hết trơn vậy? Tự nhiên. Rồi, cảm ơn con. Hình như hồi nãy sư nói á, cái luật nhân quả, ăn là no, uống nước là no, thì gieo cái nào thì nhận cái đó, nó là tự nhiên, không có ai tạo hóa ra hết, cũng không có ông trời, ông địa, ông táo gì tạo ra hết. Cho nên đáp án đúng là A. Rồi, chúc mừng con. Rồi, khi chết đi ta mang theo được gì? 7 ký sổ đỏ, 8 ký tài khoản. A, phước và tội. B, công đức chúng ta đã làm. C, tài sản đã đem cho. D, không đem theo gì hết. Em mời khu vực mấy bên phải đi. Con mời cô phía trong cùng. Con bài sư là cô D ạ. À, câu D, không đem theo gì hết. Rồi, ai có đáp án khác? Mọi người có ai đáp án khác không? Mời em đi. Con nhớ thầy, câu A. Câu A, phước và tội. Rồi, chúc mừng con. Thưa vị, tại sao hồi nãy cô nói là không đem theo gì hết, đúng không? Nó đúng với cái dân gian là mình chết mình không đem theo gì hết, nhưng mình đem theo được gì? Phước và tội. Đó là đem theo cái nghiệp. Còn công đức chúng ta đã làm, công đức là phước báo, đúng không? Nhưng mà ngoài cái phước báo đó, mình còn đem theo những cái điều ác mà chúng ta làm nữa. Thì ở đây phước và tội nó mới đúng. Giống như công đức mà chúng ta đã làm, đó là cái thiện pháp.
tài sản mà mình đem cho nó là cái thiện pháp. Nhưng thưa quý vị, chúng ta chết không phải là chúng ta đem theo thiện pháp không, mà chúng ta đem theo những cái mà chúng ta làm xấu, làm ác, nó cũng đi theo nữa. Chứ ở đâu mà khôn quá, đem theo phước không, đem theo những cái thiện lành không, còn những cái xấu xa bỏ lại ai hưởng, đúng không? Cho nên là quý vị đã gieo ác, gieo thiện thì mình phải đem theo cái đó. Đó chính là phước và tội. Thưa quý vị, thì đó là những gì mà ngày hôm nay Xuân muốn gửi cho quý vị trong cái này là gì? Vừa là để cho quý vị hiểu được thế nào là có phước và mất phước, để mình hình dung ra được tổn phước hay không. Có cái vụ mà tổn phước hay không, trời nóng mà ở trong máy lạnh là tổn phước, hay là đồ này nọ ở đâu ra, hoặc là mình đem theo được cái gì. Chúng ta làm màu đen hay màu trắng, hay là cà phê sữa hay là cacao, đó là tùy quý vị. Mình làm cái gì, mình pha cái gì là mình uống cái đó, mình phải nhận cái đó. Thì đó là những gì mà ngày hôm nay Sư muốn gửi đến chú vị trong cái thời pháp sinh hoạt giác bảo hoa hôm nay. Thì mong rằng phước báo nào sẽ phát sinh đến cho quý vị, tất cả cán bộ công nhân viên và gia quyến của quý vị hằng được sự an vui. Được sự lợi ích, được sự tân hoa trong người phỏng đạo, cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thai, cầu mong cho hòa có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành